Các em thân mến, thầy lại tiếp tục với cái bài học buổi chiều nay. Tức là chúng ta đã sang cái phần là thay thế các cột và thêm cột. Thì chúng ta nhìn thấy lúc chiều là do máy nó chậm quá thì chúng ta đã thêm được cột number phone ở bên trong đây. Thế bây giờ chúng ta muốn xóa một cột đi thì chúng ta làm nào trong truy vấn? Thì các em theo dõi thầy, thầy chọn new query. Thầy sẽ xóa đi một cột. Đấy. Thêm rồi nha, bây giờ chúng ta xóa này. Alter table. Alter table customer. Hay là lúc này tên của chúng ta là khách hàng rồi. Đấy. Và chúng ta sẽ drop drop. Lệnh drop này là để xóa đi một cột. Đấy, chúng ta có thể xóa đi cột first name hay last last name. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta nhìn lại cái cột của nó. Đây. First name đây, last name đây. Bây giờ thì xóa đi một cái nhá. Rồi chúng ta quay trở về cái query vừa xong. Đấy. Rồi. Chúng ta xóa đi drop này. Last name. Đấy. Được chưa? Rồi bây giờ các em nhìn thấy nhé. Sau đó chúng ta ấn chấm phẩy thì nó sẽ không tồn tại nữa, ta chạy này. Affected row không có nghĩa là nó đã bị xóa đi một một hàng. Thế vì lý do nào sau này quản trị thì chúng ta muốn xóa đi một hàng, xóa đi một cột, chúng ta có thể xóa đi một cột hay xóa đi một thuộc tính trong trong một cái miền quan hệ, đúng không? Đấy, chúng ta chú ý như thế nha. Đấy là cái lệnh lệnh thầy vừa tạo xong là lệnh gì? Lệnh xóa đi một hàng. Được chưa? Đấy, lệnh xóa đi một hàng. Thế bây giờ ta lại thêm cái hàng đó vào. Đấy, thì chúng ta lại thêm. Ở đây chúng ta lại thêm là add thêm. Rồi chúng ta sẽ có là last name. Đó, last name. Chúng ta xóa nó đi. Được chưa các bạn? Rồi after thêm vào nhá, thêm sau cái gì thì chúng ta after. Rồi, after first name. Đấy, thầy lại cho nó vào đúng vị trí. First name. Lệnh này là lệnh thêm cột last name và cột sau cột first first name. Đấy, chúng ta nhìn thấy. Sau khi đó thì thầy run. Đó, thì nó sẽ báo là alter table. Alter table. After first name. First name của chúng ta xem lại nha. Khách hàng. First name đây cơ. RST. Thầy viết ngược. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại. Nào. First là lại có S RT có thế. Rồi. Thế chúng ta lát nữa chúng ta sẽ làm sao? Đây bây giờ chúng ta nhìn thấy nha, cột của chúng ta là rõ ràng là cột phân nền thành ghi sai tiếng Anh. Nhưng mà bây giờ để cho nó đúng thì trong này đã tồn tại rồi. Rồi thầy chỉ thêm chỗ này thôi thì chúng ta nhìn thấy này. Rồi. Rồi bây giờ thầy xem lại khách hàng của thầy. First First name các em chú ý nha. SRT. SRT thì bây giờ ta vào đây. SRT name after last name. Đó. Nhưng mà kiểu của nó phải là va chạm. Chỗ này thầy thêm một chỗ là va chạm. Đấy, và chỗ này là cho 50. Hoặc là rồi bây giờ chúng ta chạy lại. Rồi xong rồi chúng ta mở cái này ra, chúng ta nhìn thấy là last name được thêm vào đây, đúng chưa? Rồi bây giờ cột này thầy sẽ đổi tên lại bằng lệnh gì? Đấy thì thầy lại chọn query thầy đổi lại. Rồi bây giờ các em nhìn rõ nhá. Alter
table. Rồi, khách hàng. Tên của bảng. Khách hàng. Rồi ta sẽ đổi là lệnh đổi của chúng ta là change, đúng không? Change. Nào, first name. Đấy. First name, bây giờ đổi tên. First name. Cách ra. Rồi, Thành. First name. Đấy. Hai từ nó chỉ khác nhau mỗi chữ thứ tự của S và R thôi. First name. Bây giờ thay đổi nó thành gì nhỉ? First name nhá. Xong chúng ta cũng phải va cha. Được chưa? Đấy, va cha 60. Rồi, thì bây giờ ta gõ enter. Trong bảng thì tồn tại này, bây giờ nó sẽ thay đổi bằng một cái này, ta chạy đăng. Thế nào? Va cha à, cái này phải là 50. Đó. Và cú pháp của nó sẽ bị sai chỗ nào nhỉ? Change khách hàng này, change này, first name này, sang đến first name đây. Bây giờ mình không cho cái này nữa, mình mặc định nó chỉ đổi tên thôi. Đó, chúng ta chạy. Cái gì sai ở lòng một nhỉ? Đây, thử làm lại nhé. Khách hàng thay đổi. Đấy, thay đổi. À, thay đổi. First name. Last name, first name thay đổi cái này bằng cái này. Trên cái này bằng cái này. Ta xem lúc nãy của cái kia là khách hàng là bao nhiêu nhá. Bây giờ thầy mở lại cái này. Thầy chọn design xem nó là bao nhiêu. Rồi. À, first name nó là 60. First name nó là 60. Thì bây giờ trong cái này của chúng ta first name là 60. Thì bây giờ cái này là va cha là 60. Đấy. Ta sẽ thay va cha 60. Ta xem được nó có thêm một cái nữa không. Ta ghi cái này lại nhá. Đổi tên cột. Đổi tên cột. Ok. Rồi bây giờ ta xem lại khách hàng của chúng ta xem nó cũ của nó là bao nhiêu khi mà chúng ta chưa thay. First name. Thầy copy cái này vào. Oh, ok, thầy sang cái này. Này không thực hiện lệnh cú pháp này. Để thầy xem va cha 60. Va cha. Đấy, va cha. Va. Đấy, va cha 60. Có nghĩa là bị thiếu dấu, đúng không? Bây giờ chúng ta chạy nhé. Ngon rồi, bây giờ chúng ta nhìn xem. Bằng chúng ta là first name này đã được thay, đúng không? Xong. Thế là chúng ta đã thay được xong cái cột này. Bây giờ thầy lại tiếp tục cho chúng ta thêm một câu truy vấn nữa.
là ta thay định nghĩa của bài, thay định nghĩa của cột. Đấy. Ví dụ bây giờ thầy sẽ thay cho chúng ta thấy là order này, table, khách hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay là first name của nó là đăng 60, bây giờ chúng ta cho nó lên 100 thì nó sẽ như nào? 100 thì chúng ta phải dùng lệnh là modify nhá, first name, thấy chưa? Vacha thì cho lên 100. Đấy. Thêm chữ not null thì nó sẽ có một cái gạch ở đấy bắt buộc phải nhập. Bây giờ chúng ta chỉ cần thế này thôi. Còn chúng ta thêm là not null cũng được. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái cũ của chúng ta là 60. Bây giờ lệnh này nó sẽ thực hiện như nào? Chúng ta sẽ chạy. Đấy, để chúng ta nhìn này, khách hàng. Chúng ta thấy đây, thay đổi, bây giờ chúng ta sẽ xem design nhé. Xem phải 100 không nhá. Đúng 100 chưa? Đấy. Con số 100 ở đây chúng ta nhìn thấy. Thầy đã thay đổi đúng không? Đúng chưa các em ạ? Đúng rồi nhá. Thế là chúng ta đã xong cái phần lệnh gọi là thay đổi, sửa cột, thêm cột là chúng ta đã học xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác với một lệnh là xóa bảng. Để xóa bảng delete table thì chúng ta sẽ làm lệnh nào? Chúng ta ghi log table khách hàng. Đây là lệnh xóa bảng, các bạn áp dụng lệnh này cho thầy. Nhưng mà xóa đi thì hơi tiếc, ta vừa mất công tạo. Đấy thì là cú pháp của lệnh nó là như vậy. Được chưa? Đấy là các bạn nhớ chú ý cho thầy nhé. Phần tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ tạo lệnh index. Để nó làm gì? Index là một cái chỉ mục để nó tìm kiếm nhanh cho khách hàng. Index là tạo chỉ mục để tìm kiếm nhanh cho khách hàng. Thế thì khách hàng sẽ được sắp xếp theo một chỉ mục. Thì lệnh này như nào? Ví dụ bây giờ thầy sẽ nhập vào đây a@gmail.com. First name là John, last name là Tham, phone 09 0405 07 89. Đáp một cái xuống thì cái cột này nó tăng tự động do chúng ta định nghĩa từ bài trước, đúng không các em nhỉ? Đấy. Rồi chúng ta tiếp này sang bb@gmail.com thì đặt tên là Hana, tên này là ham 0987 065 345 5, ví dụ như thế. Đấy. Chúng ta tiếp tục như thế, ví dụ bây giờ thì đánh là ccc@gmail.com. Cái này là William. Đây là quốc tịch gọi là Job. Đấy. Rồi cái này chúng ta sẽ cho là 0. Ok. Chúng ta nhìn thấy là lúc này là trong cơ sở dữ liệu chúng ta là gồm có 3 người. 3 người thì lúc này ví dụ một cái bảng nó đến hàng triệu người thì lúc đó là chúng ta truy vấn bảng nó rất là lâu, vì bộ nhớ này
tốc độ thuật toán này vân vân nó rất là lâu. Thế thì lúc đó người ta sẽ dùng tạo một cái chỉ mục, người ta gọi là index. Đấy, index để cho chúng ta có thể xem xét được nó, truy xuất nó nhanh ở trong cơ sở dữ liệu, tức là nó định nghĩa cho chúng ta khi mà chúng ta dùng truy vấn trong câu lệnh PHP nó nhanh hơn. Để làm được điều đó thì chúng ta lại vào query, chúng ta chọn new. Và bây giờ các em ghi cho thầy là lệnh tạo truy vấn nha. Lệnh tạo index dùng để đánh chỉ mục giúp cho, em ghi vào, giúp cho các thuật toán được tìm kiếm nhanh. Đó, các bạn ghi thế vào cho thầy. Lệnh tạo index, create index in order to someone to link or search and find very quickly, tức là nó sẽ tạo cho các bạn một cách tìm kiếm chỉ mục trong database một cách nhanh nhất. Thì đây là cái mà một trong những cái tối ưu của SQL nó dùng để cho chúng ta tạo được. Thì lệnh tạo như sau, lệnh tạo thì xóa đi, lệnh tạo như sau, chúng ta gọi tạo create, được chưa, index, index khách hàng on, tức là trên đâu đó, trên đâu on nhé, order, order mở ngoặc ra customer ID. Đó, lệnh của chúng ta là như vậy. Tạo chỉ mục của bảng khách hàng theo thứ tự của gì? Của cái cột customer ID. Đó, get index khách hàng on order customer ID. Chúng ta chạy. Đó, thì nó bảo là cái này gì? Order này table này khách hàng. Khách hàng bây giờ chúng ta sẽ không có cái này đúng không? Chúng ta chọn design, chúng ta xem nhé. Customer ID. Hoặc là email address. Đây chúng ta chọn này. Rồi bây giờ chúng ta vào đây. Trong cái thư, trong chỉ mục là email address thì nó nhanh hơn. Đấy, chúng ta tạo nhé. Đó. Table my data order not exist đúng không? Index. Thì bây giờ bảng của chúng ta là khách hàng rồi, thì chúng ta lệnh của chúng ta như này. Sau này các bạn cũng đều tạo như thế như vậy. Thì bây giờ lệnh này là lệnh tạo index, thì chúng ta chú ý cho thầy. Index của chúng ta là như vậy. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tạo những cái index khác. Ví dụ như là chúng ta tạo lệnh unique. Đấy, nó lại treo. Em đợi một tí nhé. Vì nặng quá cho nên là thầy khởi động lại, khởi động lại để thầy tạo navigate not responding. Thầy tạo lại. Rồi bây giờ thầy chạy nhá.
chạy lại để chúng ta nhìn thấy là nó thì thầy có bộ nhớ một chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có này, bây giờ thầy nói lại cái lệnh vừa xong này. Rồi các bạn tạo cho thầy, thầy xin lỗi là create index customer ID on là khách hàng. Đấy. Rồi khách hàng ở đây là cột gì, là cột gì? Customer ID. Nó mở nhiều quá nó chậm. Thầy lỗi rồi đấy. Ờ, không sao, để thầy mở lại và thầy đóng hết tất cả các phần kia đi. Thầy cancel cái đấy nhá, bây giờ thầy sẽ tạo chúng ta làm My Twitter đúng không? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là khách hàng, ta sẽ query chọn này. Thầy gõ lần này chắc là không bị treo nữa. Rồi. Index tiếp tục custom ID on order mở ngoặc đơn ra, on là on khách hàng, thầy xin lỗi khách hàng, on hàng khách hàng nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ cho cái cột ấy vào đây, customer ID. Đó. Tức là tạo index trên chỉ mục này trong khách hàng và customer ID trên cái bảng khách hàng này chúng ta chạy. Rồi nó đã gì tác dụng đúng không em? Đấy, và bây giờ chúng ta nhìn thấy là chỉ mục đã được tạo. Phần tiếp theo chúng ta sẽ tạo trên địa chỉ email. Cái này ngon rồi nhá. Khi affected row bằng 0 có nghĩa là chúng ta đã thực hiện xong. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác với địa chỉ email. Địa chỉ email chúng ta muốn tạo nhanh một cái lệnh đó để cho nó gì, cho nó chính xác, unique là duy nhất. Sau đó các em lệnh tiếp theo là index. Đấy. Rồi tiếp theo là email address. Email address on khách hàng. On khách hàng. Và trên cột gì? Cột email, column email. Đúng không? Address. Đấy, chấm phẩy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái lệnh unique này nhá, nó sẽ tạo cho chúng ta một index chuẩn để sau này truy vấn nó nhanh hơn, để nó tự sinh ra. Đó, duplicate my email. Đó, duplicate.
nó tạo cho chúng ta một cái URL đúng không? Email address để khách hàng on email address thì chúng ta chỉ cần on khách hàng thôi. Xóa đi. Cú pháp này là on khách hàng hoặc ra đây là những cái kiến thức mà thầy ngày xưa đã sử dụng, nó chỉ nhầm lẫn đi mất một từ thôi là nó đã dẫn đến gì, dẫn đến sai số, các bạn hiểu chưa? Đấy, tức là nó sẽ tạo ra một cái chỉ mục như vậy. Thế thì chúng ta chạy xem, nó bảo tạo ra một cái name là chỉ mục này giống rồi, ta chỉ cần thay một cái lớn thôi. Đấy. Hai chỉ mục mà ban đầu nó hai chỉ mục rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại nhé. Cái này nó đã có chỉ mục rồi. Đấy. Email address ban đầu chúng ta tạo nó đã có chỉ mục rồi. Cái đợt đầu chúng ta UniQueue ấy nó tạo ngầm cho rồi, cho nên là nó sẽ không thực hiện được cái lệnh đó. Rồi thế là chúng ta đã xong sang phần tạo chỉ mục. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tạo cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể gán, lựa chọn vân vân. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo người sử dụng nhé. Bình thường thì các bạn tạo chỉ mục bằng lệnh gì? Bằng lệnh bằng tay, có nghĩa là chúng ta tạo người dùng bằng lệnh bằng tay, gồm có này Hải này, rút 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 Thành đúng không, tên của thầy đây. Thế bây giờ ta sẽ tạo với cái mà người ta gọi là người dùng ấy, thì chúng ta sẽ tạo như nào? Thì để tạo ra user thì chúng ta sẽ dùng lệnh create user, các bạn nhớ nhé. Đây tên của họ của nó là Hải, localhost này, Thành localhost vân vân. Đấy thì chúng ta có thể tạo ra một cái user mới, tạo một user mới. Rồi bây giờ thầy sẽ vào đây, thầy tạo một query mới new. Đấy, chúng ta sẽ tạo create. Rồi đấy là tạo, tạo này tạo bằng lệnh, còn tạo kia là tạo bằng tay. User rồi zone chẳng hạn, a còng localhost zone lô a còng localhost. Rồi chúng ta sẽ định danh nó là identify by Minh chẳng hạn. Đây này. Bây giờ chúng ta tạo như thế rồi thì chúng ta sẽ chạy như nào? Bây giờ thầy chạy nhá. Đấy, được rồi, có người tên là Mình. Bây giờ chúng ta nhấp vào đây. Đấy, chúng ta reset. Đúng không? John đây. John này được tạo ra và với định danh là Minh. Nhưng mà tên là tên chỉ định là John đây rồi. Đấy. John đây rồi nhá. Bây giờ chúng ta thấy là tạo người dùng là như vậy. Đây, câu lệnh tạo người dùng như vậy. Identify by Minh, kệ nó thôi. Còn cái người này mới chính là người mà sau này kết nối vào. Được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ gán cho người ta cái cách dùng. Để gán cho cái người Minh này thì các bạn
sẽ làm cái lệnh như thế nào. Án thì chúng ta dùng lệnh như sau, các bạn mở cho thầy new query. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng lệnh là grant, lệnh gán gán cái quyền truy cập nhá. Đấy, gán select là một, insert là hai, người này có quyền chèn này, rồi update, delete. Đấy, có quyền truyền gán quyền này đúng không em nhá. Rồi on, on đâu, nếu mà on như này là cái database nào cũng được. Đó. Nếu mà thầy dùng on này có nghĩa là hồ sơ bán hàng rồi quản lý lớp là đều người này đều làm được. Nhưng mà đây chúng ta để như này, đúng không? Rồi chúng ta sẽ gán là gì nhỉ? Lúc nãy là tu. Đấy, tu. On tu nhá. Tu là John. Người dùng của chúng ta thì chúng ta nhìn đây. Đó. John localhost, John a cộng localhost, đúng không? Rồi chúng ta vào đây. Tu này, John a cộng local hot, tên người dùng đó được chưa các em? Đấy, identify là định danh ra là Minh. Mình rồi có nghĩa là gán quyền truy cập này cho người có tên là John với định danh là Minh. Quyền này là quyền trên tất cả các localhost, trên tất cả các database. Exert inside localhost tức là tất cả các database nằm bên trong localhost. Và ta chạy. Đấy. Chạy này, identify Minh đúng không nhỉ? Lúc nãy chúng ta là by Minh, identify by Minh. Identify by đó, như thế. Đây là lệnh gán nha, gán quyền truy cập. Đó. Thì các em chú ý cho thầy từng câu lệnh một. Bây giờ chúng ta chạy ngon rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra user nhé. Chúng ta thấy John này, ta mở edit user ra, chúng ta xem nào. Đấy, có bốn quyền này: select, insert, update và xóa. Còn những lệnh dưới này là anh ta không không vào được, đúng không? Anh ta không làm được. Đấy, các em nhớ nhá. Là lệnh này là không không vào được. Các lớp hiểu chưa? Đấy, không vào được. Rồi. Thế là chúng ta đã hiểu thế nào là gán quyền. Thế còn bây giờ thầy lại gán một cái quyền nữa này. Thầy tạo một cái query mới. Thầy tạo là gán quyền 2. Được chưa? Thì chúng ta gán quyền 2 của chúng ta thì nó phải là gì? Gán tất cả, đúng không? Nào bây giờ chúng ta gán là tan on tất cả nhá. On trên tất cả các cơ sở dữ liệu. Đấy, chấm sao. Rồi lệnh gán này to John. A cộng localhost đúng các em. John a cộng
hot. Được chưa? Hot này. Xong đến chúng ta là gì? Gắn vào đấy rồi, tu rồi thì chúng ta phải identify by mình. Đấy. By mình. Rồi thì bây giờ chúng ta đấy nhá. By identify by mình là mật khẩu ấy. Nếu là nó gán ra như thế để chúng ta biết là mình là mật khẩu của John. Còn đây là tên là John, còn đây là by mình. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta như này nhá, chúng ta chạy này. Ngon rồi. Thế là John sẽ có mật khẩu là mình. Đấy. John nhá. John. Đấy. John của chúng ta sẽ truy cập vào trong này có mật khẩu tên là mình. Password ở đây chúng ta sẽ lấy là nó sẽ được hiện ra. Rồi thì bây giờ thầy sẽ sang một cái phần khác nữa. Là chúng ta xong lệnh gán rồi. Còn nếu không thì các bạn làm bằng tay cho thầy. Các bạn chú ý nhá, xong các bạn có thể làm bằng tay. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một các kỹ thuật khác ở trên database. Thì để làm việc đó thì bây giờ chúng ta sẽ sang các lệnh tạo một cái database chuẩn. Database chuẩn. Sau đó thì các em tạo cho thầy hết các database cho thầy. Nha các bạn, tạo hết database cho thầy. Tạo xong thì các bạn chèn. Đó. Thì bây giờ coi như là thầy sẽ làm một cái router khác. Đấy. Chúng ta sẽ xóa này đi. Để chúng ta học tiếp phần tiếp theo, chúng ta xóa database này đi. Ok xong. Đó, bây giờ hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ truy vấn đầu tiên là chúng ta sẽ create. Rồi, database. If exert. Nếu tồn tại nhá, nếu tồn tại là my router 2 chẳng hạn. Đấy là lệnh đầu tiên nhá, tạo. Rồi tiếp theo là tạo database rồi thì chúng ta sẽ user my router 2. Vuta 2 là cửa hàng thứ hai. Đấy, chúng ta tạo luôn như này nhá. Xong rồi các em cũng có thể tạo luôn bảng luôn. Chúng ta sẽ tạo một cái bảng quan trọng là tạo bảng khách hàng. Create table. Chưa? Customer. Mở ngoặc ra xuống đây, enter. Rồi chúng ta tạo first column là cột đầu tiên, customer ID in. Rồi not null auto increment. Này viết họa được, viết thường được. Phải. Cái tiếp theo chúng ta là email address. Đấy, vacha 255. Chờ nó luôn. Đó. Rồi chúng ta tạo tiếp. Email address rồi. Mật khẩu của chúng ta là password, là mật khẩu khách hàng. Các em chú ý nhá, vacha ở đây mật khẩu password ta cho 50 ký tự. Đấy, cho rất là dài để thoải mái. Not null. Rồi tiếp theo,
Khi tạo xong mật khẩu rồi thì chúng ta tạo first name. Đấy, Pacha 60 not null. Đấy. Rồi last name Pacha 60 not null. Và các em chú ý cho thầy nhá. Ở đây customer này là khóa chính của bảng. Nó xác định ra các phụ thuộc hàm. Customer xác định một ID, customer xác định first name, last name. Password chưa chắc đã là xác định đâu, đúng không các em? Chỉ xác định được là tất cả những cái này thôi. Đấy, có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái phụ thuộc hàm customer trở đến email address là khóa chính. Còn customer và password, first name, last name là tên khách hàng. Tên khách hàng này là gắn liền, ba cái cụm này nó gắn liền do cái này trở vào. Đấy, chúng ta thấy là ở trong cái phụ, trong cái biểu đồ quan hệ này hay là một cái lược đồ quan hệ này, chúng ta nhìn thấy là có gồm có những cái này. Rồi chúng ta tiếp tục xuống dưới là sheet address là địa chỉ ship hàng nhé. Địa chỉ này là ID để cho nó kiểu nguyên. Đấy, để đếm, để biết, người ta biết đếm được cái địa chỉ đấy. Rồi chúng ta có thể là default null. Đó. Tiếp theo là billing hóa đơn, billing address. Rồi chúng ta ở cái này là chúng ta kiểu nguyên nhé, default là null. Rồi giờ chúng ta xuống dưới, chúng ta mới gán cái địa chỉ, gán cho nó một cái khóa là primary key. Chúng ta chọn key cho thầy nhá. Key nào? Key ở trên cái cột này. Đấy, customer ID. Nhớ chưa? Rồi chúng ta phải tiếp xuống tạo một index cho email address unique key. Rồi index cho cái email address. Đó. Rồi mở ngoặc ra cho thầy trên để xác định cho cái cột email address nhé, là tên trùng với đó, email address. Đó. Bạn tạo xong rồi đấy. Và cuối cùng là chúng ta thành cái này, hai chấm comma, đúng không? Comma là tiếng Anh có nghĩa là dấu chấm phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ chạy insert my data app. My data 2. Create database này. If exert my data 2. Sử dụng my data, chúng ta xem nó có thể có biết bị lỗi nào không nhé. Chúng ta đi làm tạo bảng. Ghi như thế vào. Và chúng ta di phép cái này cho thầy. Chưa có đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy xem nó lỗi chỗ nào thì chúng ta sửa chỗ đó.
có một lỗi không tương thích ở gần exit S1. Cái này đúng là chưa tồn tại, chúng ta xóa này đi. Xong. Đấy, và các bạn thấy là lệnh đã tạo xong, chúng ta xóa này đi. Rồi, chúng ta thử xem cái thứ hai nhé. Đây, table này đã được, customer đã được tạo ra. Đấy, chúng ta nhìn thấy không, đã xong. Ok chưa? Ok rồi nhá. Thì bây giờ thầy dạy tiếp chúng ta tạo một cái bảng nữa. Bảng này chúng ta đã tạo ngon. Và bây giờ chúng ta xem design của nó. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy này. Nó luôn đây này. Địa chỉ đây này. Email address là index. Đấy. Đấy. Vâng, các bạn nhìn thấy là bảng của chúng ta đã tạo rất là ngon. Ok, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái truy vấn nữa. Chúng ta tạo cho thầy bảng địa chỉ. Địa chỉ nhá. Rồi chúng ta tạo cho thầy là create. Các bạn thực hành đúng theo thầy ở trên lớp. Table. Rồi address. Đấy. Địa chỉ cho thầy. Mở ngoặc ra xuống, đóng ngoặc, enter 2 chấm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo address, id, in, not null. Đấy, auto, increment. Được chưa? Phải xuống, chúng ta đến customer ID. Đây là một cột giống ở cột của cái trước, để cái trước nó trỏ vào, lát nữa thầy sẽ nói sau. Có nghĩa là cái bảng khách hàng này nó sẽ tham chiếu với cái cột address của địa chỉ này với khách hàng có là customer ID. Corresponding in table, in customer table, đấy là nó sẽ tương thích với customer table. Đấy, chúng ta chú ý cái này là khi sang bảng này nhá, thì cái cột này của chúng ta là không được tạo khóa trên bảng này, mà chúng ta chỉ tạo khóa trên address ID thôi, tức là cột đầu tiên đấy. Đấy, nó null. Rồi tiếp theo này, line 1. Line 1 là địa chỉ 1 Vacha 60. Phải. Các em có thể thêm nó null được. Mà không có địa chỉ thì không được, đúng không? Đấy. Rồi line 2 này. Vacha này. Địa chỉ đường thứ hai đấy. Nếu có 70 này. Nó null này. Tiếp theo chúng ta có city là thành phố Vacha 70 này. Đó. Nó null. Tiếp theo chúng ta state, mã state ấy chúng ta nghĩa là bang ấy. Vacha hay là chúng ta giống như tỉnh đấy, Vacha 5 chẳng hạn. Đấy, nó rồi. Rồi chúng ta sẽ có zip code là mã bưu điện Vacha, ở đây chúng ta cho 10. Nó luôn. Rồi chúng ta có phone number. Phone number của chúng ta có Vacha. Chúng ta cho 20. Đó luôn. Các bạn chú ý nhá, chỗ này có thể hoa chữ thưởng được.
Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gán cái thuộc tính khóa chính như chúng ta định nghĩa trong cái chuẩn bytecode đấy. Đấy, trong chuẩn bytecode là gì? Tất cả các thuộc tính mà bên trong không khóa thì đều phụ thuộc hàm vào khóa chính, đúng không các em? Đấy, chúng ta nhớ lại nhá, primary rồi key mở ngoặc ra address ID. Lúc này mới gán cái key cho cái này, tức là cái này đầu tiên không có khóa đâu. Nhưng bây giờ có lệnh này rồi thì nó sẽ tạo gán cho chúng ta. Rồi chúng ta xuống dòng một cái nữa. Xuống dòng một cái nữa nha. Các em cứ làm theo thầy như vậy để cho nó xong cái phần này đi. Index customer để cho chạy nhanh trên customer ID. Đấy, nó lại chậm rồi. Chúng ta đợi một tí cho nó chạy xong. Vì thầy quay phim bao giờ nó cũng gì, nó cũng chậm hơn. Các em ghi đến chỗ này cho thầy nhé. Và các em kết thúc luôn, không cần index customer ID đâu. Đây là thầy chỉ thêm index cho cái chỉ mục này thôi. Nó cũng không có nghĩa lý dành gì cả, nó chỉ là tạo insert cho nhanh, nhưng mà đối bảng này ta không cần. Và các bạn chú ý là customer ID ở đây nó sẽ tham chiếu khóa ngoại đối với cái hàm cái kia. Đấy, nó viết xong rồi, customer ID nhá. Rồi mở ngoặc ra customer ID đóng ngoặc lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy. Và nó sẽ báo cho mình là gì nhỉ? Một lỗi in not null và trả not null. In not null. Thầy copy từng cái một cho nó vào đúng nhé. Auto increment, thầy sửa lại một chút cho nó bị chỗ nào. Auto increment, xem nó chỗ nào. Đây là bảng, là tạo bảng địa chỉ khách hàng. Đó. Rồi bây giờ thầy xuống chỗ này xem nhá. Customer ID. Rồi thầy xem nào, not null, in not null, customer ID in not null rồi, ok. In đây. Đấy. In là chữ thiếu chữ T này. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy. Ngon rồi. Và chúng ta sẽ refresh này được hai bảng. Address. Đấy, customer. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem là cái sơ đồ của nó. Chúng ta xem là view. Ta sẽ nhìn thấy hai cái bảng này nhé, hai bảng này. Thì cái đây này, cái cột này nó sẽ nối sang sang đây, nối sang đây có nghĩa là một địa chỉ thì một người thì sẽ có
các địa chỉ ship hàng, khách hàng nhiều được, mỗi khách hàng có một địa, một cái địa chỉ ship khác nhau, thì chúng ta nhìn thấy là customer ID này nó sẽ xác định cái này. Và cái này cũng có thể là gì, là một cái quan hệ một một hoặc quan hệ một nhiều. Đấy, chúng ta nhìn vào đây nhé, chúng ta thấy cái này có thể quan hệ một một hoặc quan hệ một nhiều. Thì sau khi mà chúng ta làm tạo ra được những cái bảng này rồi thì các em sẽ giỏi lên, và thầy hy vọng là các em sẽ tạo được nhiều loại bảng. Và bài tiếp theo thì thầy sẽ tạo cho chúng ta cái bảng order. Bảng ngoài bảng order ra thì còn rất nhiều các loại bảng khác nữa, thì các em cố gắng học để chúng ta tạo cho thầy quen các bảng này đi nhá. Thì hôm nay chúng ta học cũng tương đối khá nhiều với cái clip này, thì thầy sẽ dạy chúng ta vào tiết tới. Đây, vào tiết tới nhá, chúng ta sẽ học tiếp tục. Đấy, thầy kết thúc ở đây.